Những ngày gần đây, thông tin nhóm bông hồng đen tự ý lấy mẫu máu xét nghiệm HIV cho học sinh ở Hải Phòng thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong diễn biến mới nhất, nhóm này thừa nhận sai sót về việc làm của mình. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định người phụ nữ có tên viết tắt là DTU là trưởng nhóm bông hồng đen, có mục đích tiếp cận những người có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV để truyền thông giảm tác hại, phòng tránh các bệnh lây nhiễm. Nhóm của bà U ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng SCDI để thực hiện dự án bảo vệ tương lai, tăng cường các can thiệp mới dựa vào cộng đồng nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên sử dụng ma túy tại Việt Nam, độ tuổi từ 16 đến 24. Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, bà U thừa nhận sai sót. Theo bà, do đảm bảo tính bí mật về việc giữ kín thông tin, nên không hỏi và xem giấy tờ tùy thân của những người đến tham gia nghe tư vấn và test nhanh toàn bộ thông tin là do nhóm của bà U hỏi đáp với khách hàng. Mỗi người đến tham gia test được hỗ trợ chi phí đi lại 100.000 đồng do SCDI chi trả. Nhóm của bà U không thông báo cho chính quyền địa phương về việc thực hiện dự án. Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn giao công an quận điều tra, xác minh các hoạt động của nhóm bông hồng đen và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có dấu hiệu vi phạm.